はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。今日は、ちょっと、どうしても、今日は、家で学ぶ、何を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 学ぶ、đầu tiên chúng ta sẽ vào trường âm này. Trường âm nghe chữ trường có nghĩa là dài đúng không nào? Rồi, âm là âm đọc kéo dài rồi đấy, âm đọc kéo dài được chưa nào? OK, trường âm. Đây là bảng chữ cái của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ học trường âm. Lần đầu tiên thì chúng ta học theo gì nhỉ? Theo hàng rồi đúng không? Đúng không? Hàng A như cái sa ta na này đúng không? Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ học theo cột. Trường âm của cột A này, cột I này, cột Ư này, được chưa nào? Cột E, cột O được chưa? Trường âm. Cụ thể như thế nào? Đây. OK. Trường âm kéo dài, đọc kéo dài ra. Như thế nào? Ví dụ A này sẽ là A này, K sẽ là K này, được thế nào? OK. Bình thường sẽ đọc K. K. Sẽ là thêm chữ A được không? K. K. Được chưa? Và sa. Sa. Thế nào? Sa. Sa. Được thế nào? Đây. Vậy thì chúng ta sẽ có những ví dụ. Ví dụ ở đây. Được chưa nào? Và ngay sau đây mình sẽ giới thiệu như nhà cô Yuka.sẽ phụ trách giờ giảng ngày hôm nay của chúng ta, được chưa? Xin chào, xin chào, Yuka です. Yuka先生, お願いします. Hi. Tất nhiên là hôm nay mình sẽ vẫn đứng đằng sau mình mới quay để hướng dẫn các bạn, được chưa? Nên các bạn yên tâm, không có gì cả. Hi, xin mời cô Yuka. Hi. じゃあ皆さん発音の練習しましょう. Chúng ta nhau luyện tập phát âm nhá. Hi. じゃあまずあ. あ. 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 ね.お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、ラメ、メ、メ、メ、お母さん、お母さん、ゆうちょ、はい、おばあさん、おばあさん、おばあさん、おばあさん、現在、おばあさん、ラバ、バ、OK、いいわね、いいわち、はい。三つ目、まあまあ、まあまあ、まあまあ、まあまあ、まあまあら、ビントゥン、ビントゥン、ビントゥン。もう一回、かえかん。まあまあ、すごい、まあまあね。はい、皆さん書いてください。そうそう。まあまあ、まあまあ、ビントゥン、ビントゥン。はい、次。テプテオ。イ。イ。イね。チューバンゴイイドは？チューバンゴイイド。ここはイイド。できない。OK。おじいさん。おじいさん。おじいさん。おじいさん。おじいさんら、オン。オン。オン。オン。オン。かさ。オン。かにね、ジーで。まじみイイはさ、キャラクターじゃない。OK。おじいさん、おん。次。うん、はい、おいしい。おいしい。おいしい。おいしい。おいしい。うわーん。あー。あとやっぱおいね、ちょんちょしい。たまたましいのうな。しいね、てんちょいいわ。だっけよ、だいね。おいしい。うま。えじゃあみんな、みんな、おいしい。おいしい。おいしい。おいしい。まあね。おいしい。うん。OK? うん。最後。いいね。いいね。いいね。いいね。いいね。いいね。いいね。いいね。フェイブフェイブいいね。いいね。いいね。いいね。いいね。いいね。いいですか？はい、次。じゃあ、OK、次。続いて、次。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 
không khí không khí không khí 次、数学。数学。数学。数学。数学は難しい。数学は難しい。スイッチは2。数学。数学。数学。数学。はい。次。九ラジ。九。số chín đúng rồi. Chín. Ừ, đúng rồi. Chín. Các bạn nhớ cái số chín của người Nhật họ không bằng như người Việt Nam đâu. Nên. Số chín người Nhật sẽ bị ngắt như thế. Chín. Chín. Hai. Chín. Rồi, cái này là. Chín. Số. Mười. Mười. Đúng rồi. Ý nè. Chín là số mười. レッタラムならもう一回練習しよう。はい。一つ目、空気。空気。空気。空気。数学。数学。数学。数学。九。九。九。九。十。十。十。十。はい。十。オッケー。十。いいですね。出たやな。次。出たやな。だよ。中間語、この A、ディセナ、E。các bạn nhớ nhá, sẽ là y này, ví dụ sẽ như thế này, nhưng mà tuy nhiên có chữ e, các bạn nhìn thấy chữ e kìa không? Ok, có một vài trường hợp đặc biệt chữ e sẽ xuất hiện, trường âm của e vẫn là e nhá, được chưa nào? Rồi, sẽ có ví dụ đặc biệt cho các bạn, ok, ví dụ là gì? Giáo viên, nè, 先生, đấy, các bạn phải đọc là kéo dài nhá, không đọc là c i nhớ nhá, đọc không đọc là c nhá, mà đọc là c, được chưa? Kéo dài là Sensei Yuka Sensei Yuka Sensei Kawaii 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 là gì nhỉ? Kawaii là dễ thương. Cảm ơn, cảm ơn. Ok. Hai. Tatsume Tokke 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 Tokke. Kéo dài là Tokke Soho. Đồng hồ. Đồng hồ. Đồng hồ. Đồng hồ. Đồng hồ. Tokke đồng hồ. Cái này nè. OK. OK. うん。OK。OK。ね。次。有名。有名。有名。有名。有名だ。有名。ノイ。有名。ティアン。ああ。先生、有名ですね。有名。ノイティアン。うん。ノイティアン。有名。有名。Nhớ nhá, yêu ở trường âm của ư vẫn là yêu đúng không? Mà là ư kia đúng không? Yêu là ư này. Thế là mê là chữ gì nhỉ? E đúng không? Thì sẽ là y đúng không? Nó cột E đấy, cột E sẽ là yêu mê. Thì đọc kéo dài ra thôi. Yêu mê. Cuối cùng này, đúng không? Chẳng đặc biệt này. Onee-san đúng không? Sai gọ. Ừ, sai gọ. Onee-san. Onee-san. Onee-san.お姉さん。ち、いるま。ち、ちゆか。はい。お姉さん。お姉さん、ちですね。ち。ち。ち。はい、いいですか？レジェンヤ。いいですか？はい。はい。うん。次。やってみようね。はい、じゃあ、こう、お、せな、う。はい、じゃあね。じゃあ、もう、ちゃんみんな、ちんやや。こんじゃ、お、みんな、ほぼ、な、それ、もう、ばいちゅう。はい、じゃあね。かわいな、せ、う、え。Nên là nếu mà các bạn thấy chữ nào có chữ U lâu lâu lần sau có chữ chữ nào có O này các bạn đọc kéo dài chữ O là được. Ok. Ví dụ. Ví dụ này. Ừ. Dạ, Nhân Sang. Cô, cô. Đúng rồi. Đúng không? Các bạn thấy là đúng rồi đúng không? Cô kia chữ U không đọc cô U mà đọc kéo dài hơn cô, cô này. Cô, cô là trường cấp 3. Cô, cô. Cô, cô. Cô, cô.Tương tự như thế thì ở bên dưới sẽ đọc được không nhỉ? Thú, bậc từ thứ hai thú. Thú. Ô tô sản. Đấy, đúng rồi. Ô tô sản. Ô tô sản. Bố. Tô sản. Bố. 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 Cá sản. Bố, đúng rồi. Sao sao sao.
Với cả rất là giỏi đúng không? Viết được cả dấu sắc. Tiếp theo. Hey, 次. À. Tui. Otto. Ừ, Otto. 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 Đúng rồi, đúng rồi. Otto là Otto. Em trai. Em trai, đúng rồi. Otto là em trai. Em trai. Gì đấy? Em trai. Tiếp theo. Tiếp theo. Oki. Ai đúng rồi. Oki. Oki. Oki là thố. To. To. Oki. 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 To. Oki. To. 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 何もない。いいですね。次、次、あ、トゥ、トール、うん、デザイ、トール、トール、うん、トール、トール、ね、トール、なんでや、越え、別にトール、越え、越え、越え、トール、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、はい。はい、じゃあ練習。練習ですね。đây là gì nhỉ? đây là phần luyện tập giữa từ có trường âm và không có trường âm nhỉ? Xem là xem là phát âm khác nhau như nào nhá. Ok. Ok. おばさん。おばさん。うん。おばさん。おばさん。おばさん。おばさん。おばさん。おばさん。Ok。おじさん。おじさん。おじさん。おじさん。おじさん。おじさん。短い。おじいさん、おじいさん、おじいさん、おじいさん、お兄さん、お兄さん、お兄さんがこの鬼ね、あのチェンみたい、でもちょうだい、あチェン、おば、おばさん、おばさんがば、ば、ねじゃ、なば、はいな、こうじゃない、ね、こうば、あのおばさんがば、おじ、おじ、おじいさんがちゅう、なちゅうへなかおい、あのおじいさんがお、ねじゃ。Còn Oni-san là gì nhỉ? Con quỷ. Oni là con quỷ nhưng mà trên chữ san mà để ám chỉ là chú quỷ. Đó, chú quỷ. Còn Oni-san tức là anh trai mình. Anh trai. Anh trai. Oni-san. Ở đây mình giải thích một chút này. Bạn nhớ nhé. Xin dạy mỗi cái hát trường để đọc cho mắt. Hai. Oba-san. Oba-san. Thấy nghe cái từ cái chữ cuối cùng này cô đọc là san đúng không? San. Còn chưa không? Còn chưa không? Oba-san. Đấy, chữ này là san đúng không? Ừ, bởi vì chữ bác, oba, chữ này này, chúng ta sẽ đọc cao lên để bác thì nó sẽ bị ngắt âm luôn, không có chữ A này luôn. Và do chữ đọc chúng ta sẽ đọc là san là sẽ hiểu được ngay. Oba-san. Oba-san. Và nó có đọc oba. 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 Oba-san. 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 Oba-san.Nhớ chưa? Đây là Oba-san. Oba-san. Tương tự như này. Oji. Oji. Oji-san. Oji-san. Đây là Ji-san. Ji-san. Oji-san. Oji-san. Ok. Oni. Oni. Oni-san. 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 Đấy nhá, vấn đề phải dễ đấy mà. Oni-san. Oni-san. Oji-san. Oji-san. Hai. Ok. Tiếp. Ok. À. Luyện tập.練習。うん。練習。あ、私が発音します。いや、こうせえな。どちらか選んでください。こうせえ、ちょんせんな。あ、じゃあ、ファイヤー。オッケー。これが、ファイ、チャイ。あ、ファイ、チャイ。オッケー。あ、じゃあ、ファイ、あ、じゃあ、ファイ、チャイ、ファイ、チャイね。うん。オッケー。一つ目。高校。ファイ。ファイ。ファイ。全然。オッケー。二つ目。有名。ファイ。ファイね。全然。三つ目。固定。めんちゃい。めんちゃい。おぉ、いいね。四つ目。正解。ベファイ。ベファイ。うん。五つ目。黒。めんちゃい。めんちゃい。全然。おぉ。全部、もう一回。先生、もう一回お願いします。ここ。はい。OK。Hay tạm thời thì nhờ các bạn không cần phải hiểu nghĩa của mấy cái từ vựng này nên là các bạn cứ nghe cô giáo đọc xem là trường âm hay là không có trường âm thế nào, xem sự khác nhau như thế nào đấy nhé. Bây giờ cô sẽ luyện tập lại cho các bạn, được chưa nào? Đây cả bên trái cả bên phải nữa. Xin chào, đếm bước, đếm xíu, đếm bước, đếm xíu, cùng nghe xem. Hay, giờ luyện tập しましょう. ここ, 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 高校,
ここ夢固定世界黒。はい、いいですね。次。宿題。クイズですね。ベナンやマキオ、コロオニア。ベナンコセレンダー。レンダー、トカバー、トリカバーニア。ネーセンディー、カバー、ビエタジメニア。OK? カバー、ビエタジメニア。Đây có chữ O để thành một chữ sàng này nhé. Cô giáo sẽ đọc và trong này sẽ có hai từ con sẽ điền vào nhé. Để thế nào? Sẽ điền vào xem có điền đúng không nhá. OK. Mỗi một từ cô giáo sẽ phát âm hai lần. Một từ từ từ, hai cái ぐらい. Chúng ta sẽ check check. OK. OK. Bắt đầu bên dưới cũng ghi số theo số, số 1 là số mấy, 2 là như thế nào nhé. OK. Hai. Thầy, xin mời. Hai, giờ 1.おじいさん。いいと思いますね、次。え？2番。おばあさん。3番、お父さん。OK。4番、お母さん。OK。5番。お姉さん。次、6番。お兄さん。私もありますね。私の同意ね。同意なんだよね。ですね。すごい。7番。弟。最後、8番。妹。チェックしましょう。はい。先生、できるじゃないな。おじいさん、おばあさん、弟、お父さん、お母さん、うんぞい、お姉さん、うんぞい、お兄さん、弟、妹、うんぞい。うん、きれいですね。字がきれい。おじいさん、おばあさん、お姉さん、お兄さん、お姉さん。そばい。そばい。そばい。弟。そばい。そうそう、弟。弟。弟、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 妹弟、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 赤いのがいいかな。ね、ミルク。おじいさん。おじいさん。2番。おばあさん。おばあさん。
おばあ、おばあさん。3番。お父さん。はい、おと、う、う。お父さん。お父さん。多いね、これ。うん。4番。お母さん。お母さん。お母さん。違うんですね、お母さん。うん。5番。お姉さん。お姉さん。お姉。お姉さん。うん。6番。お兄さん。お兄さん。2、3。私。7番。弟。弟。ね、弟。弟。弟。弟。弟。弟。弟。妹。妹。妹。妹。妹ですね。はい。はい。ね、はい、はい、じゃあ次出たよね、出たよ、ノーフィードブックね、はい、これ最後発音練習、発音練習、はい、じゃあ発音練習します、一緒にやりましょう、はい、くんくまにゃくんやからみこうにゃ、OK、 うん、今日、今日、今日、今日、今日だ、ほんない、ほんない、うん、ほんない、ほんない、はい、次、自動車、自動車、自動車、自動車、音、音、音、音、音、音、名詞、名詞、名詞、名詞、名詞là danh thiếp, 名詞 là danh thiếp, danh thiếp, OK. Các bạn nào nếu mà không nghe kịp thì pause này xong thì viết nhá, OK. 次, 次, 時計, 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 次。映画、映画、映画、映画、フィルム、フィルムですね、フィルム、はい、はい、で、では、chúng ta sẽ chuyển sang âm ngắt ですね、âm ngắt、âm ngắt là gì、âm ngắt là cái chữ chữ nhỏ cái kìa, bạn có nhìn thấy không, này, chữ, chúng ta sẽ có chữ chữ này nhé, chữ chữ này gọi là âm ngắt, OK, và cách viết như thế nào, trước tiên chúng ta sẽ biết là cách viết đã, còn cách đọc thì phần tiếp theo sẽ thầy hướng dẫn.切って、はい、うん、切、切は、一応小便小、小便小、小便小、うん、切って、で、小便小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 、切って、đây gọi là âm ngắt nghe chưa? Ừ. Vậy thì nhá, dừng lại một tí đúng không nào? 切って, 切って, okay. 切って, OK. 次のスライド. Này, đây, khi mà đứng trước các phụ âm như này, K, S, T, P, C, D này nhớ chưa? Ừ. Thì nó sẽ biến thành như bên cạnh này, nó sẽ gấp đôi phụ âm đấy lên. Thấy chưa nào? Ở bên dưới có các vị, hai chữ K, chữ S, T, P, D, T, C này, thấy chưa nào?Này, các bạn có thể nhìn thấy các ví dụ bên dưới nhé. OK. Ví dụ đầu tiên chẳng hạn, ví dụ đầu tiên sẽ là gì đấy? Gặp cô đúng không nào? Gà, nếu mà có chữ không có chữ nhỏ kia, chữ nhỏ kia sẽ là gì nhỉ? Gà, gà cô không được đúng không? Nhưng mà có chữ nhỏ sẽ là gặp, gặp cô đấy. Này, dừng lại đi, gặp cô. Gặp cô. Được chưa nào? Tiếp tiếp theo là gì nhỉ? Bên bên phải này. Này, xin chào. Hi. Chị đi nộp ít bài. Cái gì? Ít bài. Ít bài. Ít.いっぱい、いっぱい、いっぱい、よ、大、よ、いっぱい、いっぱい、こっちかな、いっぱいですね。うん、雑誌、雑誌、雑誌、雑誌、本じゃ、ザ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 、雑誌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 、次、ベッド、ベッド、ベッド、ベッド、ほら、ベッド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 、OK。次、夫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 、
音なちゃうめね、ちゃう。おっと。次、こっち。こっち。こっち。こっち。Thì ra nó phát ra nó sẽ để gấp đôi thành chữ C, nên nhưng mà mình viết thành chữ T nhỉ nhỉ. Viết thành chữ T cho các bạn dễ đọc. Ok. Khi mà các bạn đánh máy thì các bạn đánh chữ hai chữ CC ra được. Ok. こっち。こっち。こっち。こっち。こっち。こっち。phía này phía này đây 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 こっち こっち đây này phía này này ok こっち đấy đấy là gì nhỉ đấy là ông ngắt thôi đơn giản thế thôi ừ. nó chỉ gấp đôi cái phụ âm đúng không gấp đôi cái phụ âm đó ừ. chưa nào ok ok gì ai ừ, chúng ta chuyển sang âm mũi nhá âm mũi. Âm mũi là gì? Đây mình sẽ nói một tí. Âm mũi của chúng ta là âm ưn này. Ưn, ưn, ưn. Nó bắt đầu bằng cái mũi này, người ta bắt đầu bằng mũi nhé. Ưn, ưn, ưn. Và khi mà nó gì nhỉ? Khi mà nó đứng trước gì đây? Đây, đứng trước P này, B, M này. Thì nó sẽ đọc là M. Được chưa nào? Ok. Xin chào, con nghe xin mời. Hai. Tập thứ mẹ. Em bí tư. Em bí tư. Em bí tư. Em bí tư.鉛筆ブッピーブッチーあ、ブッチーうん、鉛筆のブッチーじゃあ、鉛筆のブッチーブッチー鉛筆うん二つ目おんぶおんぶおんぶおんぶおんぶおんぶおんぶ là cõng おんぶ là cõng ý nghĩa là cõng ý nhá 三つ目メンマメンマメンマmềm mềm mại đấy mềm mại là giống như kiểu cái măng của bên mình này đấy, mềm mại măng kiểu măng khô kiểu thế đấy mềm mại mềm mại nhìn ngon nhì sẽ giống như thế đấy nhá mềm mại mềm mại mềm mại được chưa hay mềm mại mềm mại tiếp theo ok đây các bạn để ý này khi mà ông ưng này nhá đứng cuối hàng này đứng cuối này nó đứng cuối được chưa đứng cuối từ vựng đấy mà trước nó là hàng p này đấy nhỉ đấy chưa b này hay là h này đúng không nào đây p b h này đúng không thì hầu hết là nó sẽ đọc là ng đấy nhỉ ng ok nhưng mà chúng ta không đọc không gì nhỉ ví dụ chữ này chúng ta không đọc ngậm thành mồm lại mà chúng ta để hở há miệng mình ra đấy nhỉ ng 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 được chưa nào đây chẳng hạn như là íp bồng íp bồng íp bồng íp bồngOK, 一本。いや、先生お願いします。はい。二つ目、一本。一本。一本。一本。はい、回。一本の một cái。một 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 cái này dùng để đếm những vật nào dài dài như này, như một cây bút chẳng hạn, đúng không? một cây bút, một cây rổ chẳng hạn. OK, 二つ目、新聞。新聞。新聞。新聞。新聞は報。新聞は報。新聞は報。報。新聞。最後。出たよね。日本。日本。日本。日本。は日本。日本。日本は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 日một cái vật thon tròn dài như thế này rồi đúng không? Tuy nhiên khi mà chúng ta có một cách phát âm khác, ví dụ là ni hồng, íp bồng một cái, ni hồng thì sẽ là hai cái, ni hồng, hai que kem chẳng hạn, được chưa? Hai cây bút thì là ni hồng, ni hồng, hồng khác nhau nhỉ? Đây, ni hồng, ni hồng, ni hồng, ni hồng, ni hồng, ni hồng, được chưa? Hai, chúng ta phân biệt như thế nhá. OK. Tiếp đi. Này.はい、あ、私は強いするんですね。はい。で、どうぞ、みせーん、じゃあ、訓練で。きまるんちゅうかふうんで、じゃあ、か、だ、で、よ、よ、で、なせ、だ、ぐん、ぞ、み、な、ん、が。うん。べ、び、さ、べ、ち、か、ね。か、で、ね、ね、ま、じゅん、た、あ、だ、ね、か、じゅん、た、てん、てん、てん、き、てん、き、じゃあ、ほん、よ、じゃあ、じゅん、た、べ、だ、が、てん、てん、き、てん、き、てん、き、てん、き、てん、き、てん、き、うん。không là ngờ hẳn nhưng mà gần giống như thế được chưa nào bạn nhớ nhé gần giống tên kỳ tên kỳ tên kỳ tên kỳ ok chị ghi xin xem chị ôn gạc ôn gạc ôn gạc ôn gạc âm nhạc ôn gạc âm nhạc tên kỳ ở trên là thời tiết đúng không tên kỳ là thời tiết ôn gạc là âm nhạc
音楽、音楽。OK? はい。次。電話。電話。電話。電話。はい。電話。電話。電話ですね。電話。電話。電話。電話。電話。はい。We go, 最後。We go ですね。最後。はい。この間は、私たちの N。言ってみると、N ですね。chứ đầu tiên sen xe chẳng hạn đúng không? Sen như là bằng sen thôi. Sen xe đấy nhé. Hãy sen xe mình xem. Sen xe. Sen xe. Sen xe. Sen xe. Thầy là cô đúng không? Thầy cô đấy nhé. Cô Yuka thì chẳng hạn Yuka sen xe đấy nhé. Yuka sen xe. Yuka sen xe đấy nhé. Tiếp theo. Mặt nạ. Mặt nạ. Mặt nạ. Mặt nạ. Mặt nạ. Mặt nạ. Mặt nạ là gì nhỉ? À, giữa đúng không nào? Giữa. Được chưa? Mặt nạ. Mặt nạ. Tiếp theo. Gô men. Gô men. Gô men. Gô men. Xin lỗi. Xin lỗi. Gô men là xin lỗi đúng không? Xin lỗi nhưng mà gì nhỉ? Trong trường hợp này là chỉ dùng cho bạn bè đây nhỉ chưa? Bạn này xin lỗi với nhau. Khi mà nói với người trên thì chúng ta sẽ dùng một từ khác nó dài hơn một tí thì vào buổi sau nữa thì chúng ta sẽ học nhé. Ok. Này, lần tới khi bạn bè chúng ta các bạn cứ dùng từ này. Comment, comment, comment. 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 Thế nào? Mình như là hết rồi sao nhỉ? Hết rồi. Sau buổi học này thì các bạn cố gắng về nhà luyện tập thật là nhiều những cái từ vựng mà trong bài hôm nay đã xuất hiện. Được chưa? Luyện tập nói đi nói lại nhiều lần rồi. Được chưa nào? Đấy. Sau này vào từ vựng trong các bài học ấy, thì chúng ta được luyện tập nhiều hơn nữa nên là các bạn cứ yên tâm là nhỉ? Phát âm tiếng Nhật cũng không có gì là khó cả. Được chưa? Ok. Minasan. Hai, minasan, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita.